Hello, Tao Chảo, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục series tìm hiểu về những mẫu câu thông dụng. Trong series này, S sẽ đọc rất chậm để cho các bạn mới học, các bạn có thể tham khảo được. Mặc dù đọc chậm nhưng mà lượng kiến thức của mỗi bài hay từ vựng cũng khá là nhiều, cho nên là các bạn mới học, các bạn cần phải tập trung và có thể là sẽ chép lại hoặc là tập đọc theo admin luôn nhé. Hôm nay chúng ta có chủ đề là tả tiền hỏa. Tả tiền hỏa nghĩa là gọi điện thoại. Chúng ta tìm hiểu qua từ mới của bài ngày hôm nay. Sơn chứ. Sơn chứ là từ mới. Sơn là sinh, là sinh ra đó. Chứ là từ, là sinh từ. Thì chúng ta dịch là từ mới, nghĩa là những từ ngữ mà chúng ta vẫn chưa có học, hôm nay chúng ta mới học thì gọi là từ mới. Sơn chứ. Và các bạn có biết không, ở chúng ta sẽ học ngoại ngữ hay là thậm chí là tiếng mẹ đẻ, chúng ta sẽ phải học cả đời, bởi vì là sẽ không bao giờ chúng ta có thể học hết hoặc là hiểu hết được nghĩa của các từ. Chúng ta sẽ học cả đời, cho nên trong tiếng Trung có một câu rất là hay, đó chính là Hùa tao lão, xuế tao lão. Nhưng mà chưa tao, hùa tao lão, xuế tao lão, sư sở mấy sư mà. Chưa sư, chính là chúng ta sống đến già, học đến già. Hay là Việt Nam mình có câu là học, học nữa, học mãi. Tả chua, tả chua. Tả chua nghĩa là gọi nhầm. Chữ tả này trong từ có rất nhiều nghĩa. Với chữ tả này có thể là đánh, hoặc là chúng ta thực hiện một hành động nào đó dùng bằng tay thì chúng ta có thể dùng chữ tả này. Chúng ta có từ là tả tiền hỏa, đúng không, là gọi điện thoại đó. Thì chua là nhầm, là lỗi, cho nên là tả chua chúng ta hiểu là gọi nhầm. Trong trường hợp này hiểu là gọi nhầm. Tả rảo. Tả rảo. Tá rảo là làm phiền, quấy rầy. Chảo. Chảo. Xín chảo. Ní chảo sấy. Chảo. Chảo nghĩa là tìm. Chạy. Chạy. Chữ này khả năng là học qua rồi đúng không ạ? Ở. Hoặc là có mặt. Chạy. Chu chi. Chu chi là đi ra ngoài. Chu chi. Má phận. Má phạn. Má phạn nghĩa là làm phiền. Chuẩn cao. Chuẩn cao nghĩa là chuyển lời. Chữ chuẩn này chính là chuyển. Và chữ cao trong từ cao su nó nghĩa là nói với. Và ghép lại là chuẩn cao nghĩa là chuyển lời. Với. Với giống như trong tiếng Việt chúng ta hay gọi là alo đúng không? Alo, với. Chỉnh quân. Chỉnh quân. Chỉnh quân nghĩa là xin hỏi. Quê. Quê. Quê là một lượng từ dùng cho chỉ người. Ý quê một vị. Lẻng quê hai vị đúng không ạ? Lẻng quê là sư à, hai thầy cô giáo. Chia tiền hỏa. Chia tiền hỏa. Ở đây có từ, động từ chia. Chia nghĩa là tiếp. Tiền hỏa là điện thoại. Chia tiền hỏa nghĩa là chúng ta dịch là nghe điện thoại hay là tiếp điện thoại. Chia tiền hỏa. Kể. Cho. Tả tiền hỏa. Tả tiền hỏa. Em vừa giải thích đúng không ạ? Gọi điện thoại. Chua. Chua là sai. Hỏa. Hỏa là lời nói, lời thoại. Hỏa. Cân cùng với nơi giới từ à, giới cân sấy. Xuế xiệu. Xuế xiệu trường học. Ban công sự. Ban công sự nghĩa là văn phòng, văn phòng làm việc. Ban công sự. Oáng đây là họ vương. Ví dụ như oáng lão sư, dưới là có từ lão sư là giáo viên. Quán là sư là thầy vương. Triển miện. Triển miện. Gặp mặt. Huế lại. Huế lại là quay lại, quay về. Rạng. Rạng nhượng, khiến ai đó làm gì. Kiểu như bảo ấy. Rạng. Chí.
gấp, vội. Phương tiện, phương tiện, phương tiện nghĩa là thuận tiện. Mãng, mãng, mãng là bận. Xiên, xiên, trước. Xiên xiên, xiên xiên, xiên xiên, cảm ơn. Qua, qua, cúp máy. Mạn, mạn là chậm, mạn. Chính chủ, chính chủ, chính chủ là rõ ràng. Biên, là số lần, lượng từ. Sơn in, sơn in, sơn in, âm thanh. Xin hào, xin hào, tín hiệu. Điện hòa, điện hòa, điện thoại. Sầu chi, sầu chi là điện thoại di động. Hào mã, hào mã là số. Chúng ta có điện hòa hào mã, điện hòa hào mã nghĩa là số điện thoại. Tiếp theo em Nhìn và các bạn sẽ tìm hiểu về những mẫu câu thông dụng với chủ đề bài ngày hôm nay. Wei, wo shi ruan shi hua. Wei, wo shi ruan shi hua. Wei, wo shi ruan shi hua. Alo, tôi là Nguyễn Thị Hoa. Ruan shi hua. Qing wen, ni zhao shui. Qing wen, ni zhao shui. Xin hỏi, ní chào sấy. Xin hỏi, bạn tìm ai? Các bạn sẽ thấy chữ sấy hoặc là sấy ở đây có nhiều người. Có hai cách đọc và tùy các bạn. Các bạn có thể đọc là sấy hoặc là sấy đều được nhé. Sấy hoặc là sấy. Xin hỏi, ní sư nả vệ? Xin hỏi, ní sư nả vệ? Xin hỏi, ní sư nả vệ? Nà wei nghĩa là vị nào. Trong trường hợp này chúng ta sẽ hiểu là xin hỏi bạn là ai hoặc bác là ai ạ. Đó, ni shi nà wei. Xiao ming zai ma? Xiao ming zai ma? Xiao ming zai ma? Xiao ming là tiểu Minh. Tiểu Minh có ở đó không? Zai ma? Wo jiu shi xiao ming. Yǒu shěme shì ma? Wǒ jiù shì xiǎo míng. Yǒu shěme shì ma? Wǒ jiù shì xiǎo míng. Yǒu shěme shì ma? Tôi chính là tiểu Minh. Yǒu shěme shì ma? Đây có nghĩa là có việc gì không? Shěme shì, shěme shì ma? Có việc gì không? Bù hǎo yì sì, nǐ dǎ chuō le. Bù hǎo yì sì, ní tả chua lợ. Bù hào y sử, ní tả chua lợ. Xin lỗi, bạn gọi nhầm rồi. Ní tả chua lợ, bạn gọi nhầm rồi. Ní tẩng ý xạ, wǒ ràng tā jiē diàn huà. Ní tẩng ý xạ, wǒ ràng tā jiē diàn huà. Ní tẩng ý xạ, wǒ ràng tā jiē diàn huà. Bạn đợi một chút, để tôi gọi anh đấy nghe điện thoại. Của rang tha chia tiên họa. Xiao Minh bú chạy. Ní ở sớm họa. Yêu ố chuẩn cao ma. Xiao Minh bú chạy. Ní ở sớm họa. Yêu ố chuẩn cao ma. Xiao Minh bú chạy. Ní ở sớm họa. Yêu ố chuẩn cao ma. Tiểu Minh không có ở đây. Ní ở sớm họa có nghĩa là bạn có lời gì. Yêu ố chuẩn cao mà, có cần tôi chuyển lời không? Xiao Minh chu chi lợ. Tha huy lái tợi sứ hậu. Wo rang tha cấy ní tả tiên hoa. Xiao Minh chu chi lợ. Tha huy lái tợi sứ hậu. Wo rang tha cấy ní tả tiên hoa. Xiao Minh chu chi lợ. Tha hồi lái tới sứ hậu của răng tha cây ní tả tiên họa.
Nghĩa là Tiểu Minh đã ra ngoài rồi. Lúc anh ấy về, tôi sẽ bảo anh ấy gọi lại cho bạn. Má phá nỉ, cao su tha. Mình thiên ba tiện, tao xế xeo. Bàn công sư, cần quảng lão sư, chuyển miên. Má phá nỉ, cao su tha. Mình thiên ba tiện, tao xế xeo. Bàn công sư, cần quảng lão sư, chuyển miên. Má phá nỉ, cao su tha. Mình thiên ba tiện, tao xế xeo. Bàn công sư, cần quảng lão sư, chuyển miên. Phiền bạn nói với cậu ấy ngày mai 8 giờ đến văn phòng làm việc với thầy Vương. Những câu như thế này khá là dài cho nên là các bạn cố gắng nhé. Các bạn viết lại và cũng phải tập đọc theo. Chỉ nguồn Ní nả quậy Xiao Minh hồi lái sứ của rang tha cấy ní tả tiên họa. Chỉ nguồn Ní nả quậy Xiao Minh hồi lái sứ của rang tha cấy ní tả tiên họa. Chỉ nguồn Ní nả quậy Xiao Minh hồi lái sứ của rang tha cấy ní tả tiên họa. Xin hỏi bạn là ai? Khi Tiểu Minh quay lại, tôi sẽ bảo anh ấy gọi lại. Tha hồi lại tới sứ hậu, má phá nỉ rang tha chai cấy ủa tả tiên họa. Tha hồi lại tới sứ hậu, má phá nỉ rang tha chai cấy ủa tả tiên họa. Tha hồi lại tới sứ hậu, má phá nỉ rang tha chai cấy ủa tả tiên họa. Khi nào anh ấy quay lại, bạn bảo anh ấy gọi lại cho tôi. 我有急事找他, 他什么时候回来, 你让他打电话给我。 我有急事找他, 他什么时候回来, 你让他打电话给我。 我有急事找他, 他什么时候回来, 你让他打电话给我。 Tôi có việc gấp cần tìm anh ấy. Khi nào anh ấy quay lại, bảo anh ấy gọi lại cho tôi. 不好意思, 打扰了, 你忙吧. 不好意思, 打扰了, 你忙吧. 不好意思, 打扰了, 你忙吧. Xin lỗi, đã làm phiền bạn. Bạn làm việc tiếp đi. 你忙吧, nghĩa là bạn hãy làm việc tiếp đi. 对不起, 我现在不方便接电话，你一会再打吧。对不起，我现在不方便接电话，你一会再打吧。对不起，我现在不方便接电话，你一会再打吧。 Xin lỗi, tôi hiện tại không tiện nghe điện thoại, chút nữa sẽ gọi lại cho bạn nhé. 好的，谢谢你，我先挂了。 好的，谢谢你，我先挂了。好的，谢谢你，我先挂了。 Được, cảm ơn bạn. Tôi tắt máy trước đây. 我先挂了。不好意思，你能不能说慢一点？不好意思，你能不能说慢一点？不好意思，你能不能说慢一点？ Xin lỗi, bạn có thể nói chậm một chút không? 对不起，现在信号不太好，你一会儿再打吧。对不起，现在信号不太好，你一会儿再打吧。对不起，现在信号不太好，你一会儿再打吧。 Xin lỗi, hiện tại tín hiệu không tốt lắm, chút nữa bạn gọi lại nhé. 不好意思。 我听不清楚，你能不能再说一遍？不好意思，我听不清楚，你能不能再说一遍？不好意思，我听不清楚，你能不能再说一遍？ Xin lỗi, tôi nghe không rõ, bạn có thể nói lại lần nữa không? 你的电话号码是多少？ 你的 手机号码是多少? 你的电话号码是多少? 你的手机号码是多少? Số điện thoại của bạn là gì? Những câu ví dụ của bài ngày hôm nay khá là dài.
Nhưng mà Ad cũng mong là các bạn có thể theo dõi được và có thể làm quen với những câu thoại dài. Chúng ta sẽ gặp nhau ở video tiếp theo. Xin chào, ta chào.